Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi buồn nào buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi. Chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Thì hôm nay em có việc đi lên trên đây, cho nên là sẽ dắt quý vị các bạn đi tham quan một vòng ở phường Hôn Ai vào một cái buổi sáng trong những ngày mà gần Tết Nguyên Đán 2019 quý vị nha. Thì ngay tay quý vị đây là nhà thờ giáo xứ Hải Dương này, bên phía tay phải em đó, đó chúng ta vừa đi qua. Hiện tại bây giờ là khoảng gần 8 giờ sáng quý vị nha. Nắng lên khá là cao nhưng mà trời rất là ấm quý vị ơi, chứ không có nắng gắt. Nhiệt độ rơi vào tầm khoảng 28-29 độ á. Đó. Thì buổi sáng ở Hôn Ai thì cũng giống như là ở Biên Hòa thôi. Nó cứ cái tầm giờ này á, thì là những cái quán ăn sáng người ta làm việc rất là nhiều. Nhưng mà những cái tiệm mà người ta kinh doanh, rồi những cái cửa hàng kinh doanh á, thì người ta lại chưa có mở cửa. Do là người ta đã buôn bán quá khuya cho nên là người ta cũng dậy trễ đó. Rồi cái khu vực chỗ này là gần ngay chỗ trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong quý vị nhá. Đây nè, ngay bên phía tay phải em nè, quý vị nhìn nè. Đó, trường Lê Hồng Phong. Rồi, chúng ta sẽ lên cái dốc này gọi là dốc Bắc Hải quý vị nhé. Nó ở gần ngay nhà thờ giáo xứ Bắc Hải đó, cho nên gọi là dốc Bắc Hải. Thì quý vị nào mà khi xưa khúc chỗ này thì quý vị sẽ nhận ra được liền ha. Đấy. Cái con dốc này thì nó cũng xoài nhưng mà nó đi cũng hơi cao. Ở bên phía tay trái em nhà thờ giáo xứ Bắc Hải quý vị nhé. Đó, rất là đẹp. Rồi, chúng ta đang đi lên qua cái con dốc này rồi. Đó, quý vị thấy là ở hai bên á, những cái tiệm mà người ta kinh doanh á, là người ta chưa có làm gì hết, mà những cái quán bán đồ ăn sáng này rất là nhiều. Hai bên quý vị có thể thấy cơm bún phở rất là nhiều. Đấy. Đó, người ta có bán lề đường cái này nè, để cho công nhân người ta đi làm á, người ta mua người ta ăn, hoặc là những nhà dân người ta ở hai bên gần đây này người ta mua người ta ăn. Đa số là những cái giờ này là đều là những cái quán ăn sáng người ta mở ra tòa án thôi. Rồi bên phía tay phải em là cái đường này là cái đường đi vào bên trong giáo xứ Phúc Lâm nha quý vị nha. Đấy, cái đường này có tên là Lê Đại Hành này. Rồi chúng ta tiếp tục đi cái con đường này quý vị nha. Thì lâu lâu quay lại những cái đoạn ở trên này cho quý vị coi. Khu vực phường Hôn Ai. Thì khu vực phường Hôn Ai là một trong những cái nơi mà có dân cư theo đạo Công giáo rất là nhiều quý vị nhá, và cũng có thể được coi là làng đạo của Việt Nam. Đây bên phía tay phải em là nhà thờ giáo xứ Nam Hải này. Đó. Thì quý vị thấy là cứ đi một khúc có chút xíu thôi là lại có một cái nhà thờ ha. Rất là nhiều nhà thờ luôn. Và em tin chắc là quý vị nào mà khi xưa mà ở đây ấy, xem những cái này là sẽ nhận ra được ngay. Đấy, thì quý vị nào xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Đấy, chúng ta đang ở cái khúc chỗ này là thuộc giáo xứ Nam Hải nha quý vị nha. Đây, ở trên chỗ này thì có vẻ sầm uất hơn này. Chỗ này là người ta đã buôn bán rồi này. Đó. Đến khu vực chỗ này thì sắp sửa đến giáo xứ Kẻ Sạch rồi, sắp sửa đến làng Sạch rồi. Làng Sạch 1 thôi quý vị ha. Đã cái giờ này thì người ta có chưa có buôn bán nhiều cho nên là nó cũng vẫn còn vắng lắm. Cái lát nữa khoảng có tầm 9 giờ đó thì mới đông. Đây bên phía tay phải em đây là nhà thờ giáo xứ Kẻ Sạch rồi nha quý vị nha. Đây nhà thờ giáo xứ Kẻ Sạch rồi nè. Đó, anh gọi là Kẻ Sạch 1 đó. Ở chỗ này người ta bán hoa dạ ngày Tết rất là nhiều. Đó. Thì hôm nay cũng rơi vào mười mấy Tết rồi. 14, 15 gì Tết rồi. Thì đây là chỗ này bán hoa ly rất là nhiều nè quý vị. Hoa ly xanh nè. Đó, thì rất là đẹp nha. Thì vào cái tầm này hoặc là khoảng cỡ một vài bữa nữa, ở khu vực phường Hôn Ai người ta sẽ bán rất là nhiều bông, nhiều hoa để phục vụ cho mùa Tết quý vị nha. Thì sắp tới, những ngày tới em sẽ cố gắng sắp xếp đi quay để cập nhật cho quý vị xem ở phường Hôn Ai mình những cái ngày mà gần Tết như thế nào quý vị nha. Thì hôm nay cũng nói chung là gần Tết rồi nhưng mà thấy nó cũng vẫn còn khá là buồn tẻ luôn, chưa có cái gì hết. Chắc có lẽ là năm nay người ta bán trễ, chứ mọi năm bây giờ này cũng bán rồi. Với lại hoa thì không có để được lâu cho nên là người ta hay bán sát ngày quý vị. Còn những cái đồ trang trí thì nó không có bị ôi thối gì hết, cho nên là người ta có thể để được lâu.
ta bán rất là sớm, còn hoa thì phải gần đến ngày ta mới bán. Rồi đến chỗ này chúng ta đến cái mũi tàu công viên 30/4 quý vị nhá. Thì em sẽ qua đường này, em chạy lên tới trên khúc chỗ nhà thờ Thánh Tâm cho quý vị coi khúc chỗ này nó có gì thay đổi không nhá. Đang qua đường này, cái chỗ này qua đường nguy hiểm lắm quý vị, cho nên là phải hết sức cẩn thận nha. Quốc lộ 1A cái chỗ này thì hay có tai nạn lắm, cho nên là phải qua rất là cẩn thận. Rồi chúng ta đến cái chỗ này là ngay cái chỗ mà đèn xanh đèn đỏ, thì bên tay trái là cái đường đi vào khu phát triển quý vị nhá. Đấy, đi vào trong khu phát triển. Đấy quý vị thấy ở bên tay trái em ấy, cái hướng mà đi ngược lại thì giờ này là đang sắp sửa bị kẹt xe rồi. Cái giờ này là cái giờ cao điểm, cho nên nếu mà đi mà không để ý cái giờ này ấy, là nhiều khi đi không nổi luôn. Khoảng cỡ một tí nữa thôi là rất là đông xe đi vào bên trong thành phố đó quý vị, vào trong Sài Gòn, vào trong thành phố Biên Hòa rất là nhiều. Thì đến lát nữa em quay lại thì chắc chắn là sẽ bị kẹt xe. Đang ngay khúc chỗ này là cây xăng Thánh Tâm. Ở chỗ này người ta đang sửa lại cho nên không bán xăng luôn. Đường chỗ này thì bây giờ cũng mở rộng ra khá là nhiều rồi quý vị, chứ hồi trước thì nhỏ lắm. Bây giờ người ta mở rộng ra khá là nhiều rồi cho nên là đi cũng khá là thoải mái ha. Ở chỗ này người ta bán đồ trang trí Tết này, rất là nhiều. Tại cái khu vực chỗ này là khu vực đi vào bên trong dòng Đa Minh cũng như là trường Nguyễn Trãi. Chúng ta sắp sửa đến khu vực ngay chỗ bệnh viện Thánh Tâm quý vị nha. Bệnh viện Thánh Tâm bây giờ là lấy tên là Bệnh viện Thống Nhất. Thì hồi xưa thì ở đây ai ở đây thì sẽ quen và gọi là Bệnh viện Thánh Tâm ha. Đấy, đây là cái cổng để cấp cứu sản phụ này. Đấy. Thì Bệnh viện Thánh Tâm quý vị nhìn thấy đó, người ta mới xây lại cái khu vực hành chính này cũng như là khám chữa bệnh trong ngày, đó rất là đẹp đó. Mới xây sửa lại cái chỗ này quý vị nha, mới xây sửa lại cái chỗ này đó, làm lại mới hết luôn này. Đấy, em chạy sát vào đây cho quý vị coi nha. Hãy đứng lại cho quý vị coi này, đứng ở bên ngoài quay này thôi, chứ còn đi vô trong thì bảo vệ không cho đâu quý vị, bảo vệ không cho em quay đâu. Đấy, nhìn cũng khá là đẹp phải không quý vị ha, cũng hoàn tráng lắm ấy chứ. À, đây là cái bảng hiệu này, bảng hiệu của bệnh viện này, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai quý vị nha. Thì hiện tại bây giờ ở Đồng Nai thì có hai bệnh viện, một là bệnh viện Thánh Tâm này, hai là bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, là hai bệnh viện lớn nhất ở trong thành phố Biên Hòa quý vị nha, và cũng là bệnh viện tuyến đầu luôn. Đó, cái chỗ này là nhà để xe của bệnh viện này, cái khúc chỗ này. Đấy, đến cái đoạn chỗ này là dòng Gioan Thiên Chúa quý vị nhá, dòng Gioan Thiên Chúa, và kế bên là nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm quý vị ha, nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm. Thì bữa nào em sẽ sắp xếp một bữa đi quay lại những ngôi nhà thờ ở phường Hồ Na cho quý vị coi nha. Cũng lâu quá rồi không có cập nhật những cái hình ảnh ở đây. Thì cũng có nhiều quý vị và các anh chị cũng nói em là đi quay, nhưng mà do bận quá chưa sắp xếp để đi quay được, cho nên là chưa cập nhật được thông tin. Thì cố gắng sắp xếp thời gian tới sẽ đi quay những cái hình ảnh này lại để cho quý vị và các anh chị cùng xem nhé. Đã lên tới trên đây thì thuộc phường Tân Hòa đó quý vị, phường Tân Hòa rồi. Lên tới chỗ công ty Dona Bo Trang ngày xưa đấy, quý vị nào ngày xưa ở chỗ này sẽ nhận ra được liền ha. Hay còn gọi là khu Hòa Bình. Đấy, đi lên trên làng Mộc khu Hòa Bình ha. Đấy, công ty Dona Bo Trang cũng bên tay phải em đó. Công ty này thì cứ sập lên sập xuống hoài, cứ hoạt động được thời gian thì lại sập lên sập xuống, cho nên là không biết là bây giờ là thuộc quản lý của ai nữa. Chúng ta đang ở trên cái khu này, khu Hòa Bình đúng không nhá. Thì đi đến cái đoạn trên chỗ này thì em sẽ quay đầu lại, chứ không có đi nữa thì rất là xa. Em sẽ quay đầu lại
và em sẽ quay ngược cái hướng bên kia cho quý vị coi nha. Đây, tới đây em sẽ quay đầu lại nha. Đây, em vừa quay đầu lại và vừa qua đường xong quý vị. Cái đoạn đường chỗ này thì thực sự nói ra là qua đường khá là khó luôn. Qua đường rất là khó. Xe lớn rất là nhiều, đây là đường quốc lộ mà. Và cái đoạn chỗ này là cái đoạn người ta hay qua đường nhiều nữa. Ngay chỗ đó có những cái hẻm người ta qua đường ấy. Xe container rồi xe tải rất là nhiều và rất là nguy hiểm luôn. Đó, đang chạy theo cái hướng ngược lại nha quý vị nha, để cho quý vị nhìn thấy được cái toàn cảnh ở đây. Đó, thay đổi rất là nhiều ha quý vị ha. Cái đoạn chỗ này là vẫn thuộc giáo sư Thanh Tâm nha quý vị nhé. Đấy, quý vị thấy là xe bắt đầu là đang dồn rồi đó, đang dồn hàng lại rồi đó, đang rất là đông rồi đó. Thì xa xa quý vị thấy ấy, là có cái cột đèn xanh đèn đỏ. Thì sát cột đèn xanh đèn đỏ là có cái hẻm đi vô. Thì đi vô đây là chúng ta sẽ đi vô bên trong cái chợ Thanh Tâm quý vị nha. Ngay đây nè, cái chỗ đông đông này nè, có cái hẻm đi vô này. Đấy, ta sẽ đi vô trong cái chợ, chợ này chợ Thanh Tâm và cũng là cái hẻm đi vào bên trong đền Thánh Martin luôn nha quý vị nha. Đấy, một ngôi đền khá là nổi tiếng và thiêng liêng ở đây. Thì quý vị nào ngày xưa ở đây sẽ nhận ra được liền ha. Đó, rồi em đã chạy qua chỗ này là sắp sửa đến bệnh viện Thanh Tâm rồi. Đây quý vị nhìn này, xe bắt đầu quá trời luôn nè, quá trời luôn nè. Cái đoạn đường chỗ này nhiều khi đi không để ý để tránh được cái giờ này, nhiều khi không đi được luôn quý vị. Xe rất là đông và rất là kẹt ở đây. Đây, hai bên chỗ này bây giờ phát triển khá là tốt quý vị nha. Bây giờ đã nắng lên khá là cao rồi quý vị. Thì lúc nãy em đi tới cái đoạn kia thì em có công chuyện ghé vào, em đi công chuyện và em quay đầu lại đó, thì bây giờ là đã tầm 9 giờ rồi. Nắng nó lên rất là gắt rồi. Bây giờ nhiệt độ nó không có phải là 28 hay 9 độ nữa mà có thể là hơn. Rất là nóng gắt. Xe rất là nhiều luôn. Xe rất là nhiều và ở cái đoạn đường chỗ này xe lớn chạy khá là ẩu. Nhiều khi vượt len vượt tuyến rồi chạy vào cả bên làn đường của xe máy luôn. Cho nên là đi rất là nguy hiểm. Đó, quý vị thấy xe dài chạy lung tung hết, mặt ai người đó chạy ha. Áo container không chiếm hết hai làn đường rồi, rất chật chội luôn. Cái khúc chỗ này thường xuyên bị kẹt xe là do ở bên phía tay phải á, phía cùng đường em chạy lên á, là do là đi vào bên trong khu phát triển. Ở trong này bây giờ người ta mở ra rất là nhiều công ty và nhà xưởng, cho nên là xe tải và xe lớn người ta đi vào trong này chở hàng ra chở hàng vô rất là đông, cũng như là người ta đi vào bên trong huyện Vĩnh Cửu quý vị, cho nên là hay kẹt xe lắm. Đó thì cũng sắp tới rồi, sắp tới cái đường đi vô bên trong khu phát triển rồi. Cái đường này, đường phát triển này thì đi thẳng vào bên trong khu Vĩnh Cửu luôn quý vị ha. Đấy, cho nên là xe cộ người ta đi vào trong đây cũng rất là nhiều. Đó, tới cái cột đèn xanh đèn đỏ là quý vị sẽ rẽ tay phải là đi vào bên trong khu phát triển ha. Đây, cái đường bên trong đây này. Đó, quý vị nhìn thấy này, xe đang ra quá trời luôn này. Đó, xếp hàng dài luôn, lúc nào cũng trong tình trạng là như vậy. Đi cái đoạn đường như thế này thì quý vị có thể thấy là lúc em chạy rất là nhanh, có lúc chạy chậm. Đó là cái lúc nào chúng ta chạy nhanh được thì chúng ta phải chạy nhanh, thôi là đến lát nó kẹt xe là không đi được. À, thì trước mắt quý vị đó là công viên 30 tháng 4 quý vị nhé. Thì hồi xưa ở đây hay quen gọi cái tên là Bến Đỏ ha. Bến Đỏ là do là xe khách đi mọi nơi đến đây hạ khách xuống, hay quen gọi là Bến Đỏ. Đây, đó, chỗ này là hay thả khách xe xuống nè.
xe người ta thả khách xuống đó. À, bây giờ người ta làm những cái hàng rào chắn lại như này luôn, khỏi cho xe cộ đậu vô cũng như là buôn bán, nhưng mà người ta vẫn buôn bán bình thường quý vị. Đó. Công viên cũng được tu sửa nhiều lắm rồi và lấy tên là 30 tháng 4 ha. Nhưng mà ai ở đây lâu thì vẫn quen tên gọi là bến đỏ thôi. Rồi em sẽ quẹo vào cái chỗ này nha quý vị nha, quẹo chỗ này để đi hướng ngược lại chứ không có đi tiếp nữa. Đây, em vừa quẹo vô rồi và vừa đi ngang qua cái chợ nhỏ, chợ sạch nhỏ đó. Đấy, sẽ rẽ ngược lại đi về hướng ngược lại vào thành phố Biên Hòa quý vị nha. Ở trước mắt quý vị xa xa đó là cổng chào ha, ta vẫn hay gọi là cổng chào. Thì cổng chào này qua bao nhiêu năm thì người ta cũng tu sửa lại nhiều lắm rồi và cũng rất là lạ luôn. Đấy, rồi bắt đầu em đi từ công viên chạy về nha. Đó, chỗ này là đang thuộc giáo xứ Kẻ Sạch và bên phía tay phải là thuộc giáo xứ Đại Lộ quý vị nha. Đây quý vị ơi, sắp sửa tới rồi. Đấy, đây là giáo xứ Đại Lộ này. Đó, giáo xứ Đại Lộ ha. Thì giáo xứ Đại Lộ này cứ những ngày gần Tết người ta sẽ bán hoa rất là nhiều, nhưng mà chắc phải cỡ tuần sau hoặc là mấy bữa nữa thì đến những ngày đó thì em sẽ cố gắng sắp xếp đi quay cho quý vị coi, người ta bán hoa rất là đẹp. Còn bây giờ thì quý vị thấy đó, ở dọc đường là người ta bán đồ trang trí Tết rất là nhiều, đỏ đỏ vàng vàng rất là đẹp. Ở phường hôm nay thì những cái ngày gần Tết này ấy, nếu như quý vị đi dọc cái đường này thì con đường rất là đẹp, tại vì người ta bán hoa rồi, bán đồ trang trí Tết này. Đấy, cho nên là cái con đường rất là rực rỡ luôn, nhìn rất là đẹp. Vừa đi qua giáo họ Ngô Xá nha quý vị nha, họ Ngô Xá. Đó, tới đây là chúng ta tới giáo xứ Trung Nghĩa này. Đây, Trung Nghĩa vướng cái xe rồi, quay vô được. Đây, giáo xứ Trung Nghĩa quý vị nha. Cái đoạn này thì bây giờ chỗ này vẫn còn vắng lắm, người ta chưa có mở cửa hết nữa, vẫn còn khá là vắng luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến giáo xứ Xuân Trà quý vị ha. Giáo xứ Xuân Trà, anh gọi là giáo xứ Trà Cổ 2. Đây này, giáo xứ Xuân Trà ha, đi vào trong hẻm này. Rồi tiếp tục là giáo họ Hội Am quý vị nha. Giáo họ Hội Am thì thuộc giáo xứ Bắc Hải. Đó. Ở chỗ này người ta bán đồ trang trí Tết rất là nhiều này. Đó. Chợ nhỏ Hội Am quý vị nha. Rồi em sẽ tiếp tục đi theo con đường này xuống. Rồi đến cái chỗ này quý vị nhìn này, đền Thánh Vicente đã được tu bổ rất là nhiều. Đó, có hai cây hoa và cặp vàng rất là đẹp quý vị ha. Đó. Và tiếp tục là em sẽ đổ cái dốc này xuống. Cái dốc này là dốc Bắc Hải ha. Đổ dốc này xuống. Ở chỗ này là bắt đầu đang đổ dốc xuống. Nó đang thoải thoải chỗ này này. Xong rồi đến một khúc nữa chỗ kia thì chúng ta sẽ bắt đầu đổ dốc xuống. Cái đoạn đường chỗ này thì bên phía tay phải quý vị thấy đó, xe ra vô này. Đó, cái đường đi vô bên trong chạy theo Đông Phương. Đó, bây giờ người ta làm đường thì xe ra vô rất là nhiều. Đó, giáo xứ Bắc Hải bên tay phải em nhé quý vị nha. Và chúng ta bắt đầu đang đổ dốc xuống này. Đó. Nhà thờ giáo xứ Bắc Hải rất là đẹp. Đó, em đang đổ dốc xuống này. Cái chỗ này thì không có nhiều cửa hàng cho lắm, bởi vì cái chỗ này là thuộc dòng bến Thánh Giá rồi quý vị. Đây, ngay bên phải em là dòng bến Thánh Giá này. Rồi trường mầm non nữa, cho nên là chỗ này người ta cũng không kinh doanh nhiều. Đa số là trường học và nhà thờ là nhiều quý vị ha. Rồi tiếp đến là giáo họ Đông Khê quý vị nha, cũng thuộc giáo xứ Bắc Hải luôn. Đó. Rồi tiếp theo nữa là bên tay trái là thuộc giáo xứ Hải Dương ha. Rồi thì từ nãy giờ em đã cùng quý vị và các bạn đi một vòng ở khu vực phường hôm nay, xem là những ngày cần Tết này thì ở đây sinh hoạt như thế nào. Thì cái video này em xin tạm dừng tại đây nha.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.